Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món cá kho của mình vừa kho xong đấy ạ. Đây là cá kho riềng nghệ sả, và cho ít cơm mẻ vào để cho cá chúng ta không bị tanh. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé, với cá rất là hấp dẫn và bắt mắt. Bây giờ mình cho cái cá vào để mình rửa sạch nhé. Cá này dù có nấu kiểu gì thì các bạn cũng phải làm cái cá thật sạch thì nó mới hết cái mùi tanh ấy. Trước tiên là xả nước vào rửa qua một lần đó. Cái phần trắng ở trong bụng cá này các bạn bỏ hết đi cho mình. À, phần đen trong bụng cá bỏ hết, cái phần này nó rất là tanh ấy. Cá này hôm nay mình kho với nghệ, với riềng và cho chút mẻ vào cho nó đỡ tanh. Riềng, nghệ, mẻ và một ít sả, ớt. Đấy, tước hết cả cái bụng trắng này đi. Sơ chế cá nó không quá phức tạp, nhưng mà các bạn làm đúng cách ấy, thì cá của chúng ta nó sẽ không bị canh tanh. Còn đây là loại cá trôi ạ. Con cá trôi này nó khá to, khoảng hơn 1 cân ạ, 1,5 cân. Bỏ hết cái màng đen của trong bụng cá đi thì nó sẽ không bị tanh. Bây giờ các bạn cho mình muối vào để mình sắt. Sắt muối hoặc là ngâm muối một lúc cho nó ngấm vào cá và nó hết cái mùi tanh. Cho một chút giấm cũng được, nhưng mà với cá thì cũng không nhất thiết là phải giấm, chỉ cần sắt muối thôi. Đây, cái chỗ này là cái thở, bong bóng thở ở trên cổ. Cái đấy nó rất là tanh, nên các bạn bỏ đi nhé. Sát mấy một lúc, sau đó mình rửa sạch lại này. Rửa sạch để ráo nước. Hôm nay mình làm kỹ như này thì mình sẽ không cần phải chiên cá. Còn nếu các bạn mà có thời gian chiên qua cá cho cá nó thơm hơn thì mình sẽ nhàn hơn, thì kho nó sẽ cứng con cá hơn. Hoặc không thì các bạn ướp cá một chút muối trước khi mình kho, và mình làm sạch như này thì cá nó cũng sẽ bớt tanh đi rất là nhiều. Rồi ngâm một lúc nhé, khoảng 5 đến 10 phút cho cá nó sạch. Nhớ vẩy cá đánh thật kỹ nhé. Cái miệng cá này nó cũng rất là, các bạn sát muối vào, ngâm muối nha. Rồi bây giờ ngâm khoảng 5 đến 10 phút nhé. Sau khi ngâm được một lúc rồi, khoảng 5 phút rồi, bây giờ mình xả nước vào. Rửa thật sạch nha, và vớt ra để cái vỏ cho thật ráo nước nhé. Các bạn vớt ra cái vỏ để cho ráo nước, xả nước sạch vào. Thì ngâm mây muối mãi như vậy rồi, sát muối rồi nên nó đã sạch con cá rồi và sát khuẩn luôn. Thank you.
để cho ráo nước, rồi sau đó mình ướp một chút muối trước khi mình kho. Vì kho cá này nó sẽ có tương ấy, cho nên các bạn chỉ ướp cho mình một ít muối, một ít hành lên thôi, phần tương nó đã mặn rồi ấy. Nên ướp một chút để cho nó ngấm và cho nó cứng con cá này. Muối này, đây là muối cột canh, hành lên này. Ướp một chút như vậy trước để cho nó cứng con cá. Chiên sơ được thì rất là tốt, nhưng mà hôm nay mình không có thời gian nên mình làm nó nhanh một chút. Nhưng kho như này nó vẫn rất là ngon ấy, mà lại không no ngấy lắm. Rồi các bạn ướp như vậy nhé, và trong khi chờ đợi nó ngấm thì mình sẽ đi làm cái phần xả, phần giềng, phần nghệ. Kho cá hôm nay mình không xay những cái thứ này, và mình sẽ thái nát mỏng và rắc lên trên và dưới, thái nát thật mỏng. Nghệ cũng vậy, thái để mình khi mình ăn mình gắp miếng nghệ ấy, thái nát mỏng. Cái nồi kho cá các bạn phải dùng cái nồi hay ở đấy nhé, và nồi thật dày thì khi kho nó không lo nó bị bén, bị cháy cái đáy nồi nhé. Mọi ngày như ngày xưa có cái nồi ga này rất là tốt ạ. Bây giờ nấu bếp từ bếp điện ấy, cho nên không có cái nồi như ngày xưa. Ớt thì vì nhà có bé nhỏ nên để nguyên cả quả nhá, để cho nó không bị cay mà nó vẫn cảm được cái mùi tanh. Phải có ớt thì nó mới hết cảm được cái mùi tanh nhá. Nghệ, giềng tùy theo các bạn ăn nhiều hay ít mà cho nhá. Ở đây con cá cân rưỡi thì mình dùng khoảng 100g giềng, 100g xả và 50g nghệ, một quả ớt. Gia vị gồm có hạt lê, muối, bột ngọt, mẻ, nghệ, nước tương. Nước tương là nước từ đậu tương ấy, chứ không phải là nước tương đen. Đây các bạn rải một lớp ở dưới đấy nhé. Đấy, một lớp dưới đáy như vậy. Phần còn lại tí nữa mình rải lên trên, mình cũng cắt nhỏ ra xong mình rải lên trên mặt cá. Đáy thì rải nhiều hơn một chút để chống nó bị khét ở dưới ấy. Thực ra cái nồi này nó dày cũng không no, nhưng mà thường thường mình rải dưới đáy một lớp để cho nó không no, mình không no bị khét nồi khi mà mình kho. Ớt cho dưới đi cho nó cảm mùi tanh rồi không cay. Cứ thái giềng thật mỏng, bạn nào thích ăn giềng xay thì xay một ít giềng nhé. Còn đây mình thái mỏng này thôi, xong mình cho vào thì ăn kèm cả miếng giềng nhé. Mà nó không có bã giềng ấy, ăn nó dễ ăn hơn. Rồi bây giờ bày cá lên trên và cho giềng trên mặt là được. Như bình thường ấy thì mình sẽ cho một vài củ hành tím. Như ở nhà mình có hành tây rất là nhiều, rất là tiện.
mình cho ít hành tây vào, nó vừa tạo cái nước ấy, và nó lại làm cho cái món ăn của chúng ta nó đặc biệt rất là thơm ngon. Giả hết dưới đáy cho mình nhá. Giả hết dưới đáy này. Rồi. Bây giờ các bạn xếp cá lên mặt cho mình. Đây nhá, bây giờ mình rắc hết lên trên. Rắc hết lên trên này, bây giờ mình cho mẻ nghệ, nước tương, mì chính hay là bột ngọt vào. Tương đây là tương miền Bắc, cái nước tương này không thể thiếu được. Riêng với món cá kho thì nó phải đậm một chút, mình cho thêm một chút đường, chút xíu đậm, không cho nhiều, bột ngọt, hạt lêm nãy cho rồi nhé, muối cũng cho rồi nhưng không cho nữa, ngọt và ít mẻ nữa. Mẻ để cho một ít thôi, vì cá kho không cho mẻ cũng được, nhưng mình thích cho để cho nó giảm mùi tanh thì mình cho một ít mẻ này hòa với nước thường và đổ xâm xấp cá là được. Đổ cái dầu này để cái nước mẻ nó cái phần mình chỉ lấy cái phần ấy thôi, còn cái phần cặn không ngấu này thì các bạn bỏ đi nhé. Chỉ lấy phần cái mẻ cơm này, dưới nước này. Rồi. Cho thêm ít nước nữa vào nhé. Rồi là mình đi kho luôn. Bây giờ các bạn cứ cho lửa to ban đầu nhé, để nước nó sủi lên, sau đó các bạn hạ lửa nhỏ để mình om, để cho cá nó nhừ hơn và nó ngấm. Khi lửa cá nó sủi lên rồi, các bạn cho nhỏ lửa hơn như này và cứ om như mình nhé. Khi om mình lửa nhỏ này, cá chúng ta nhìn nó rất là vàng và ngon này. Để cứ om như vậy để khi khoảng một tiếng, ít nhất là một tiếng thì ăn cá mới ngon nhé. Đây, khi mình kho được 30 phút rồi, các bạn thấy không, cá nó tự nó ngót đi. Và bây giờ mình kho ít nhất là 30 phút nữa nhé, không là các bạn kho 2-3 lửa thì ăn cá càng ngon nhé. Nghĩa là khi kho được một tiếng xong các bạn tắt bếp đi ấy. Sau chiều, sáng mình kho như vậy, chiều mình lại kho thêm một tiếng nữa. Mà nếu không ăn hết thì hôm sau mình lại kho lần nữa thì ăn cá càng rắn, thịt càng ngon ấy. Đây là đồ nồi cá kho mẻ nghệ của mình. Riềng xả rất là thơm ngon và cá lại ngọt thịt đấy. Mình cứ đợi thì nổi tiếng là có thể thưởng thức được rồi. Các bạn ít nhất là phải kho một tiếng như mình nói nhá. Khi kho như này các bạn thấy cá nó sẽ cạn nước ấy. Và khi cạn nước này thì thịt cá nó sẽ rắn hơn và nó sẽ ngấm gia vị hơn. Được 40 phút rồi, còn 20 phút nữa là cá nó sẽ cạn nước, nó sẽ cạn hơn nước tiếp nữa và nó sẽ rắn thịt hơn. Và hôm nay mình kho, mình không cho dầu vào, mình chỉ lấy kho cá không nên cá nó sẽ không bị ngấy và bản thân cá nó cũng sẽ có ít dầu từ cá ra ấy. Nên ăn này nó vẫn vừa phải mà không hề bị ngấy. Các bạn có thể cho ít thịt ta chỉ vào
Nếu bạn nào thích ăn ngậy và vẹo 20 phút nữa là được nhé. Thì cá nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Và hôm nay là kho với nghệ cho nên màu nó sẽ không phải màu đen nữa. Màu đen là mình cho đường thắng ấy, hoặc là cho nước dừa. Rồi bây giờ chờ đợi 20 phút nữa này. Thành phẩm của món cá của mình như này là được rồi đấy các bạn. Nước nó rất là sền sệt. Còn các bạn muốn nó rắn thịt hơn và ngon hơn thì các bạn mình kho thêm một lần nữa, khoảng một tiếng nữa. Và các bạn pha cho mình thêm một bát con nước nóng vào. Và các bạn cứ cho lửa thật nhỏ, cứ lưu diêu. Thì kho được 2 tiếng thì nó sẽ rất là ngon. Đây là cá kho riềng nghệ, cho nên màu nó màu vàng ướp này. Và giờ mình mang đi thưởng thức và dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.